Tại cái nhà thì hiện tại Tí Kiệt sẽ quay lại cái cây mi đây. Thì Tí Kiệt đã tìm hiểu thì qua xóm này thì họ bảo là cái cây mi này trên 100 năm là cái nhà. Thì xét cây mi đây là có một cái miếu đây. Thì cái con đường đây thì mấy bữa đây là do họ cũng mới vừa làm thôi. Nên là lúc trước thì họ bảo là cũng không ai dám đi. Cái miếu này. Đây Tí Kiệt sẽ quay cây mi nha. Đấy, cái cây mi đây thì trên 100 năm là cái nhà. Cái góc dáng này. Nhìn nó to nhưng mà cái góc nó rất là to, những cái nhà lúc trước thì họ bảo thì nó chết rồi đó, thấy không, thấy có mấy cây bị khô không, nhưng mà không hiểu sao giờ nó sống lại. Buổi tối thì hầu như là người ta cũng ít đi cái đường này. To lắm. Trên 100 năm. Cái chút nhà kia là nhà bỏ hoang. Nó khô rồi, nó khô, nó muốn sắp chết rồi. Bây giờ nó mọc lại. Đây là cái miếu. Lúc trước thì có người ở nhưng mà cách đây 20 năm thì hầu như là cái ông chú đó ông mất rồi nên là họ không còn ai tới nữa. Còn đây cái bát hương này, cái bát hương là họ làm cái đường như nè, cái nhà. Mình thấy họ có cái bát hương đây. Cái mi thiệt to luôn không? Nhưng mà cái gốc nó rất là bự nha. Thì như người ta cỡ thì bình thường thì buổi tối á, buổi tối thì ít có ai họ đi lắm. Từ khi mà họ mới xây được con đường đây nè là có người họ đi lại. Trước là thì buổi tối thì không họ sẽ đi cái đường này. Trước này thì con con đó thì cũng quá lâu rồi. Cái miếng to lắm, trên 100 năm rồi. Cái nhánh này là lúc trước là dĩa sống thì họ bảo thì chết rồi nhưng mà giờ sống lại. Gốc thì to luôn, gốc này trên 1 mét đó. Cái tàn thì cũng ít, cái tàn thì cũng ít nhưng mà cái gốc thì là to. Góc nó thiệt to nha, cái nhà trước thì là nhà hôn. Thì dân ở đây họ bảo thì lúc trước thì không xây cái đường bê tông đây nè, ít người. Cái xây đường bê tông thì nó cũng có hai người thôi. Đây là có cái nhà hôn này, cái góc này. Sau đây thì cũng có một cây cây dúi nè, cây dúi mình cũng có cái tổ mối này, thiệt to này. Đây, cái nhà, đây sẽ quay cái tổ mối vậy. cái đậu mối nè, quá trời đậu mối. Không biết là chơi ở trong nó có rõ hay không, còn cái giếng to lắm, cái miếu này. Cái miếu này thì cách đây 20 năm thì các ông chú hay tới tu tập pháp nhang, giờ thì ông mất rồi nên cũng không có ăn. Dưới thì to luôn, bên cái dưới thì có cái đậu mối, bên đây là có cây ni. Nhưng mà cái con đường này thì mới làm đây cách đây mấy tháng thôi, nên là cũng có một hai người họ đi, nhưng mà buổi tối thì họ cũng hạn chế, mình cũng nhưng mà cỡ chỉ thôi chứ còn cái điều thì cũng không biết là như thế nào. Nhưng mà trước cây ni đây thì có một ngôi nhà, nhà đây là ngôi nhà ba hòn, mấy bữa tiết kiệm có quay không có quay. Nhà đây như là lúc trước là làm em đầu em gì đó, thì con sau này con bị bệnh kiểu như là bị mắc dông hay sao đó, nhưng người ta cỡ vậy thôi. Nói chung là những người mà bên Phật giáo thì họ sẽ hiểu, họ sẽ biết. Chỗ này có cái gì, chắc cái gì có miếu. Thì không hiểu lý do gì nên là chủ nhà đây thì họ cũng bỏ luôn. Con bị bệnh kiểu như thì họ nói là bị tè nhập hay là con nhập gì đó, rồi giờ con bỏ luôn. Giờ hiện tại là người con nó kiểu như là tẩn. Nhưng mà nhìn khuôn mặt khùng quá thì không phải là khùng, kiểu như là khùng mà bẩm sinh, con người nhìn là nó khác, nhưng còn khùng đây là cái kiểu nó khác. Tí Kiệt cũng có gặp rồi, cũng có thấy đứa con của nhà đây rồi. Nhìn lên căn nhà xung quanh đây thì nằm ở giữa độ. Phía trước này có cái cây ni to lắm, con đường này không mới mở đâu. Đây là cái miếu này, sau cái miếu này có một cái dúi thì to luôn, những cái dúi đó là có một cái tổ mối thật là bự. Tại thì đang quay là buổi chiều 5 giờ mấy rồi. Thì Tí Kiệt cũng mong sao những cái video của Tí Kiệt quay thì chia sẻ cho anh chị em cô dì cô bác xem về những cái phong tục, những cái tập quán nè, hay là những cái gì thú vị thì Tí Kiệt sẽ quay lên chia sẻ cho anh chị em xem.